Vâng, rồi xin chào toàn thể quý vị. Hay giới thiệu với toàn thể quý vị siêu phẩm xi búp đỏ bé tí ra của đại gia Hùng Ninh Hiệp. Đây là vườn cây của anh Hùng Ninh Hiệp ở Gia Lâm, Hà Nội nhá quý vị nhá. Cây lâu lắm rồi không làm video gửi tới cho toàn thể quý vị. Cây phải nói là rất là nhiều cây mới và cây độ này là rất là mỡ màng. Đấy, cây này là cây xi bé tí của anh Hùng này quý vị ạ. Đây, đặt ở trên trên một chiếc bể cổ nhỏ nhỏ xinh xắn. Cây xi này trồng trên một cái bể đá. Tại vì là nếu như mà trồng trên cái bể nhỏ nhỏ thì là một người bê thôi, nhưng mà anh ấy trồng trên cái bể đá này thành ra là hai người bê. Vì bể đá nó nặng. Đấy. Cây này trước có bác giả 900 triệu rồi mà ông ấy chưa bán. Ông ấy định bán cây này là không biết là tỷ tỷ mấy, tỷ tư hay gì ấy. Đấy, cây xi bé nhưng mà rất chất nha quý vị nhá. Đấy, cực chất luôn, cực đẹp luôn, già rồi ôi. Đây quý vị nhìn thân thủ này, tay cành này. Đấy, đẹp lắm, trồng trên cái bể đá nhỏ 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 này thôi. Nhưng mà bể này là cái bể bể đá cổ lâu rồi, nhìn rất chất. Đấy, quý vị và các bạn hãy cho đánh giá nhận xét. Đây, tay tán này, phải nói là đỉnh cao chất lượng. Lên nó sớm sớm một chút thì quay cái ánh sáng nó đẹp để quý vị và các bạn xem nó phê. Đây là mặt sau mà. Cây bé tí. Mà giá thì không bé một tí nào. Đấy, chất chưa quý vị chưa? Siêu phẩm xi búp đỏ. Ở đây bên này có một đấy nữa, bên này cũng có một cây xi nữa quý vị ạ. Đây, bên này cũng có một cây xi nữa, nhưng mà cây này thì cũng chỉ là dạng phôi thôi. Đấy, cây này cũng chỉ là dạng phôi thôi quý vị ạ. Đây. Rồi. Cũng trồng trên một cái bể đá và đặt một trên một cái bể bể ngày xưa, bể nước ngày xưa đấy. Đấy, mấy ông này là mấy ông này là em chào các anh, mấy ông này là vừa đi đi gọi là ngao du sơn thủy về chú ạ. Em vừa mới lên đây đây ngắm siêu phẩm tiền tỷ của đại gia Hùng. Quên làm sao được anh, quên làm sao được. À đây, ừ, em chào anh, bỏ khẩu trang ra anh. Ui giời, tí nữa cậu à, em chào anh Tuân chứ. Ông Duyên này có cái mũ đẹp thế. Ui giời ơi, mũ 1.000 năm mới bỏ ra thôi. À, anh Tụng ạ, bắt tay cái cho tình cảm ạ. Vừa lên à? Em vâng, vừa đặt chân đến đây rồi. Nào đại gia Tuân cho cảm nhận về cái tác phẩm sung ra xi này thế nào đi anh. Thế thì quá đẹp thì trẻ con nói được. Về nhỉ anh nhỉ. Đấy. Đoàn đại biểu Quốc hội do anh Tùng dẫn dẫn đường đã về đến gọi là nhà anh Hùng. Ôi, chào anh Béo nhá. Em chào các anh nhá. Đấy. Thế anh, vâng thì nhiều khi là quay trên video nó cũng chỉ nhìn được một phần thôi anh. Còn đâu ra ngắm thực tế thì nhìn nhìn nó mới chất chứ. Đúng không anh Tuân? Quá đẹp á? Đẹp, đẹp rồi lại còn quá đẹp thế thì. Cây này anh Hùng mới mua không biết là nhiều tiền không? Sao anh?
Đấy, đỉnh cao đấy. 600 bán làm sao được, 900 đấy anh ạ. Dạ. Lại lên 1 rồi à? Úi dồi ôi, nhanh thế. Ông béo kia. Lắc lắc. Đừng lắc anh ạ. Nhưng mà nhá, cái loại này nhá, bây giờ là cái xu hướng chơi cái loại này này là để tốt như này ấy thì sẽ rất khó ngắm, anh không nhận đâu. Tức là rơi chơi cái loại này là làm sao để lá nó càng nhỏ thì mới càng đẹp được. Đấy. Đúng không anh Đức? Cái loại này nó phải lá càng nhỏ nó mới càng đẹp được. Phải ép thêm một vài lần nữa. Vâng, chứ như thế này thì đấy anh nhìn thấy tốt lên có ngắm được gì đâu. Đây là tốt là do cái đợt. Vâng. 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 Ok ok anh. Đấy, ui. Còn rất là nhiều cây đẹp đấy, nhưng mà tí nữa sẽ lại quay tiếp cho quý vị. Đấy, theo như mấy anh Đức Béo cái anh bảo cây này giả 600 triệu rồi không bán. Mà bây giờ lên 1 tỷ trước bảo 900 triệu bây giờ đã lên đến 1 tỷ rồi. Nhanh thế. Nhiều cây phê lắm, nhiều cây đẹp lắm. Ấy da. Xanh Nam Điền này, quý vị nhìn chất không này. Bây giờ là cũng là tạm thời là đầy đủ anh em rồi.